Những đôi giày được trên chân của rất nhiều huyền thoại bóng đá thế giới, trải qua rất nhiều chân cầu đỉnh cao thì có được gọi là huyền thoại không nhỉ? Hôm nay, Sportnight sẽ điểm qua 10 đôi giày đã được trên chân của rất nhiều huyền thoại, song song với đó là những đôi giày cũng được xem là huyền thoại. 10. Mizuno World Cup. Đây chính là đôi giày giúp Rivaldo trở thành một trong những kèo trái xuất sắc nhất thế giới trong thời kỳ của anh. Sản xuất từ năm 1997 với thiết kế cổ điển, mềm mại giúp tạo cảm giác bóng cực kỳ thoải mái, giữa bóng với chân. Thích hợp với những đôi chân của những người có lối chơi kỹ thuật, những nghệ sĩ sân cỏ. Có thể điểm qua các danh thủ sử dụng Mizuno World Cup như Rivaldo, Pablo Aimar, Thiago Motta, v.v. Ngoài ra, giày bóng đá Mizuno cũng được sử dụng rất nhiều bởi các cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam như Đặng Văn Lâm, Văn Quyết hay là Hà Đức Chinh. 9. Adidas F50. Đây là mẫu giày được sản xuất vào năm 2004 trong kỳ Euro được tổ chức tại Bồ Đào Nha. Sau thất bại của mẫu X-Line, Adidas đã tung ra mẫu F50 đời đầu và thực sự thành công với sự thay đổi này. Với thiết kế gen ở hai bên, F50 giúp diện tích tiếp xúc giữa bóng với chân tốt hơn, khiến bóng đi chính xác hơn. Một số danh thủ đã từng mang F50 như Adrien Robben, Hernan Crespo, Asilico, Bastian Schweinsteiger, v.v. 8. Puma V1.06. Ra đời vào năm 2006, điểm mạnh của Puma V1.06 chính là việc khung giày được chế tạo từ sợi carbon. Gót giày được thiết kế chắc chắn và đế giày được phủ một lớp kim loại, thích hợp thi đấu trên mặt cỏ tự nhiên. Một số danh thủ đã từng mang Puma V1.6 như Samuel Eto'o, Peter Crouch, Freddy Ljungberg hay Yaya Touré. 7. Nike Air Zoom Total 92. Mục đích khi Nike tạo ra mẫu T90 này chính là tạo ra một không gian thoải mái nhất cho cầu thủ thi đấu trong suốt hơn 90 phút. Và thực tế, với hai bên giày được làm từ chất liệu mềm, khả năng chống thấm nước của T90 cũng thực sự là một cải tiến đáng ngạc nhiên. Mẫu giày được sản xuất năm 2002. Một số danh thủ đã từng mang Nike Air Zoom Total 92 như Luis Figo, Roberto Carlos hay Wayne Rooney. 6. Nike Mercurial Vapor SL. Được nâng cấp từ những mẫu Nike Mercurial Vapor sản xuất từ năm 2002, mẫu giày năm 2008 này được làm bằng những chất liệu siêu nhẹ giúp người mang chạy nhanh hơn và thoải mái hơn trong những cuộc đua tốc độ. Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Robinho là những người đã mang mẫu giày này. 5. Adidas Copa Mundial. Mẫu giày huyền thoại với hai màu đen trắng và được phần lớn các cầu thủ sử dụng trong thế kỷ trước. Đôi giày với ba sọc huyền thoại là thiết kế tiên phong trong việc sản xuất giày sau này. Giày được sản xuất từ năm 1979. Những người đã từng sử dụng như Frank Beckenbauer, Michel Platini hay Franco Baresi. 4. Adidas F50 AD Zero. Kể từ khi ra đời từ 2010, đây là mẫu giày được khá nhiều cầu thủ ưa chuộng. Với sự mềm mại trong thiết kế, F50 Adizero giúp đôi chân các cầu thủ dễ dàng kiểm soát bóng. Đồng thời, giày có khả năng bảo vệ mắt cá chân tránh chấn thương, cùng với đó là khả năng thăng bằng. Đặc biệt, giày khá nhẹ giúp tốc độ của các cầu thủ luôn đạt ở mức cao nhất. Lionel Messi, Adrien Robben, Nani, David Villa và rất nhiều danh thủ khác đều là những cái tên từng sử dụng nó. 3. Nike Mercurial. Được giới thiệu từ năm 1998 và góp phần nâng tầm Ronaldo trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Điểm nổi trội của những mẫu giày Nike Air Mercurial chính là thiết kế hình vòng, giúp bóng đi khó đoán hơn với thủ môn và tạo nên sự thoải mái nhất cho các cầu thủ. Được mang bởi Ronaldo, Thierry Henry và Roberto Carlos. 2. Puma King. Đúng như tên gọi, Puma King thực sự là một vị vua. Những huyền thoại như Pele, Maradona đều không thể không cảm ơn Puma King. Với chất liệu da mềm không thấm nước, gót chân được bảo vệ mạnh mẽ và mũi giày được thiết kế chính xác. Mẫu giày được sản xuất năm 1970 và đã giúp các cầu thủ Brazil vô địch tuyệt đối World Cup 1970. Được sử dụng bởi rất nhiều hào thủ như Pele, Eusebio, Johan Cruyff và Diego Maradona. 1. Adidas Predator. Đứng đầu bảng không ai khác chính là mẫu giày quái vật Adidas Predator. Mạnh mẽ, chính xác, tốc độ và đạt đến sự ổn định. Không khó để nhận ra sự vượt trội của Adidas Predator. Kể từ khi ra lò năm 1994, qua hơn 20 năm, Predator vẫn giữ nguyên được vị thế thống trị của mình. Rõ ràng, Adidas hoàn toàn có thể tự hào với lịch sử oai hùng của Predator với 5 sao về chất lượng. Người sử dụng: Zinedine Zidane, Raul, Kaká, David Beckham và cả Xavi Hernandez. Đó là những đôi giày được xem là huyền thoại của bóng đá thế giới. Đâu là đôi giày để lại ấn tượng nhất đối với bạn? Và thần tượng của bạn đã đi đôi giày gì? Cùng nhau thảo luận dưới phần comment nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.